Tôi bảo đây không? Áo nó bị bắt ghê lắm ấy. Tên tên chưa chết này, ui đây, ai rồi, ui đây, dễ dàng dẫm nhầm đây rồi, ui đây, đây nó còn đang đậm đất này, đây, ui thôi, ui, tiêu, ui rồi, tôi giải chưa, ui của tôi đây, lấy tôi cái túi trong cái bao lô này ra cái. Ôi hồi này, ơi, ai chịu, cứu, ai hổ, cứu, ơi, ui, quá, ui, này, nào, ai sẽ rồi, nó làm đứa nước được cả đâu ạ, ai chịu, đây rồi, ui, con này to đấy mà, ui, trời, làm trắng đi, ui. Ê! Ui dù! Ui dù! Đó đó! Cho cái túi! Cho túi lên! Cho! Đứng trên! Con đứng trên! Đứng trên cho không nhờ con kia tấn công! Chưa còn con nữa các bạn! Ai xa! Ui, con này 4-5 con đâu ạ? Đây đây. Còn hơn đấy. Đây có con đâu. Đây rồi. Nào, tôi. Được rồi, nào. Đá rẻ còn kịp tôi nó quá đây chỗ này không ơi, đồng đây đấy, dưới đây chỗ đấy đấy, đồng chỗ đấy, đấy chỗ này không còn thấy đâu à, nó phóng mã đâu rồi đấy, sao nó chui vào đấy rồi. Rồi, chắc cái chùi hàng đây rồi. Đâu có thấy đâu.
đây. Vừa trả lại xong. Này toa. Vừa trả lại. Đâu? Vừa thế đâu. Vừa trả lại xong đâu đây. Úi xa. Úi xa. Chú ở đâu rồi? Đây chú này nữa. Đâu? Đưa cái này tôi đào. À đây rồi. Rồi động chắc rồi trong này. Chắc trong này. Ê, để cho vào tôi lấy cái thủng cho ông đào nhá. Ui, chạy về lấy cái thủng này. Tôi lấy cái thủng đâu. Vừa chỉ vào đây mà chả có à. Chắc hiểu hết rồi. Gì quá. Đâu ngoại, khả năng nghe ngoại cho hoa mắt thôi. Không cả. Quẻ không? Có nhìn thấy một con nào? Một con trắng trắng nào không ạ? Chắc là ngoài nhìn con kia nó lặn sang thôi. Chắc chả có là. Chỗ có động động này. Dạy chắc là động động mới nhìn mới tưởng đi. Chắc chả có là. Tôi đi, tôi đi về. Tôi đi. Chắc hết rồi. Tôi thật đấy. Được, mẹ con rắn trắng này là quý rồi. Con rắn trắng này quý nào mà. Con rắn này quý rồi. Tôi đi. Đây, ông về đây, phá rừng đây.